Xin chào anh chị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong video lần này. Tại video lần này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ hướng dẫn các bạn công thức cách chúng ta làm một món đồ uống có tên là đậu xanh cốt dừa thạch lá nếp. Thì về món đồ uống này thì đây là một món đồ uống đá xay và chúng ta sẽ kết hợp giữa ba hương vị, đó chính là hương vị thạch lá nếp, vị đậu xanh và vị cốt dừa. Món này khiến cho tôi liên tưởng lại cái kỷ niệm cách đây khoảng 7 năm khi mà mình làm việc trong một nhà hàng, thì ngày đấy chúng mình bán được rất là nhiều cái món sinh tố đậu xanh. Và đó, thì trải qua thời gian thì hiện tại bây giờ thì công thức mọi thứ nó cũng đã có những cái sự cải tiến, nâng cấp và thay đổi. Thì ngày nay thì chúng ta có thêm món như là đậu xanh cốt dừa này, hay là đậu xanh cốt dừa lá nếp. Đó, thì ngày nay mình sẽ chia sẻ các bạn công thức cách làm món đồ uống này. Thế thì tại video lần này, trong cái món đồ uống đậu xanh cốt dừa lá nếp đá xay này, thì tôi cũng sẽ tập trung vào hai cái vấn đề chính. Đó chính là phân tích nguyên liệu đồ uống, tính toán chi phí cốt giá thành, cũng như rằng là tập trung vào cái inside của đồ uống, đó chính là cái chất lượng sau cùng của ly thức uống các bạn nhé. Rồi, thế thì cái ly mà mình sử dụng ở đây để làm đó sẽ vẫn chính là ly Poco, có dung tích là 350ml. Đây, chúng ta sẽ sử dụng ly này. Thì với công thức này thì mình cũng đã có cái sự nghiên cứu và thử nghiệm rất nhiều các công thức khác nhau, cũng như rằng đưa ra các mức cost khác nhau. Thì hiện tại bây giờ với cái món đồ này thì mình cũng đã xây dựng được một cái mức cost tương đối là ok. Thì như các bạn biết rằng là để chúng ta có thể ra được một cái ly thức uống về mặt hình thức thì nó rất là đơn giản. Tuy nhiên để cái ly thức uống đấy nó có thể mang cái tính ứng dụng cao trong công việc, tức rằng là nó có thể vận hành được một cách ổn thỏa, cũng như rằng là nó cần phải đảm bảo được cái chi phí trong cái việc sản xuất ra cái ly thức uống đó, thì nó mới là một cái đồ uống có mang cái tính gọi là ứng dụng cao trong công việc. Rồi, thế thì về phần nguyên liệu thì chúng ta sẽ có những cái nguyên liệu như sau. Thứ nhất rằng là như các bạn thấy rằng là ở đây mình có cái gói bột đậu xanh. Đó, gói bột đậu xanh như thế này. Mỗi một cái gói này sẽ có cái định mức của nó là 50g. Và mình mua một gói to này thì là 25.000 các bạn nhé. Đó, về hình thức thì nhìn trông nó cũng khá là cổ điển. Tuy nhiên thì đây là một cái loại bột có chất lượng khá là tốt. Đó, thì ngày nay mình thấy các bạn cũng rất hay sử dụng cái bánh đậu xanh của Hải Dương ấy, thì cái bánh đấy cũng rất là ok, rất là tốt thôi. Nhưng mà mình thì mình vẫn trung thành với cái loại bột này, bởi vì cái loại bột này thì tôi đã sử dụng nó từ ngày xưa rồi. Đó, qua nhiều năm thì đến bây giờ thì mình vẫn trung thành với cái loại nguyên liệu này thôi. Và các bạn lưu ý giúp cho mình rằng cái loại bột này, đây là cái loại bột mà đã có chứa hàm lượng đường bên trong các bạn nhé. Bột có đường. Nguyên liệu tiếp theo thứ hai thì chúng ta mình sẽ có bột vị dừa. Đây, bột vị dừa thì một gói to như thế này. Và bên trong là có những cái gói nhỏ. Bên trong có những gói nhỏ. Thì cái gói bột vị dừa này thì nó sẽ có cái giá, nếu như tính theo giá bán lẻ này thì một cái gói nhỏ này sẽ có giá là 5.000. Rồi, đó là về nguyên liệu. Nguyên liệu tiếp theo thì chúng ta sẽ có sữa tươi. Sữa tươi không đường. Ở đây mình sử dụng loại sữa tươi nguyên kem. Đó, full cream milk. Và mình sẽ có là coconut cream, tức rằng là có sữa dừa các bạn nhé. Kem sữa dừa, cốt dừa đấy. Đấy, mình có cái cốt dừa đây. Ok, đó. Thì cái cốt dừa này nếu như mà các bạn mua cái hũ to thì nó rơi khoảng là 30.000 đến 35.000 đối với giá bán lẻ. Còn mình mua một cái hũ nhỏ như thế này thì nó là 15.000. Đó, như vậy là chúng ta đã có đầy đủ tất cả các phần nguyên liệu. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành là làm cái món đậu xanh cốt dừa lá nếp đá xay. Ok. Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ cho đá vào đây trước. Thì cái lượng đá của mình ở đây là mình sẽ sử dụng là 200g đá, 200g đá bi. Nó sẽ tương đương với cả là một cái cốc đá đầy như thế này. Rồi, mình có 200g đá. Sau đó thì mình sẽ đưa vào trong máy. Ok. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ có định lượng như sau. Đó chính là mình sẽ sử dụng là 1/2, 1/2 gói bột đậu xanh này. Đó, 1/2 gói bột đậu xanh. Loại bột này thì đã có hàm lượng đường tương đối cao bên trong. Và mình sẽ sử dụng cái định mức là 1/2 gói bột tương đương với cả 25g.
Mình sẽ tắt cái gói bột này ra. Ok, và mình sẽ sử dụng là một nửa gói. Rồi, như vậy là mình đã cho một nửa gói bột tương đương với 25g vào. Đối với cả bột cốt dừa thì mình cũng sẽ cho là 25g bột cốt dừa, tương đương với cả một nửa gói này. Bởi vì một gói này thì chúng ta cũng sẽ có định mức là 50g, cho mình sẽ cho là 25g. Một nửa gói. Bột vị dừa. Nếu như các bạn thắc mắc rằng là tại sao chúng ta lại phải sử dụng cái bột vị dừa này mà không sử dụng hoàn toàn là cái bột không sử dụng hoàn toàn là cái sữa dừa, cái cốt dừa này, thì mình giải thích với cả các bạn lý do là cái coconut cream, tức là cái cốt dừa này ấy, nó có cái mùi vị rất là yếu các bạn nhé. Nó có cái mùi vị rất là yếu. Mình đã từng thử những cái công thức ví dụ như là 50ml hay 60ml. Đây các bạn xem, từ hôm qua tới giờ thì mình cũng đã nghiên cứu và thử khá nhiều các công thức khác nhau. Đây mình tính toán này và thử rất nhiều công thức khác nhau, cũng như là lập lên những cái bảng tính cốt khác nhau đó, để mà đưa ra được một cái công thức ngày hôm nay chia sẻ tới các bạn. Thì mình nhận thấy rằng là cái cốt dừa này cái mùi vị nó rất là yếu, chính vì vậy cho nên chúng ta tốt nhất là mình sẽ kết hợp thêm với cả một cái bột vị dừa nữa. Thì cái bột này thứ nhất là vừa bổ sung được cái hàm lượng đường độ ngọt cho ly thức uống của mình, và thứ hai nữa nó cũng sẽ có thể bổ sung được cái mùi vị, cái hương vị, khiến cho cái món thức uống của mình nó đầy cái vị mà chúng ta mong muốn hơn đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ cho đây là 25ml cốt dừa. Rồi, mình cho đây. Ok, mình có 25ml cốt dừa và mình sẽ đưa trong cối xay. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cho vào bên trong cối xay một cái lượng sữa tươi không đường. Một cái lượng sữa tươi là 70ml. Mình sẽ có 70ml sữa tươi. Đó. Và các bạn lưu ý giúp mình là đối với món này thì mình sẽ không có cho thêm đường hoặc là thêm sữa đặc gì hết, bởi vì là những cái nguyên liệu của mình nó đều đã có cái hàm lượng đường bên trong rồi. Đó, và nếu như mình thêm đường hoặc thêm sữa thì cái món đồ uống của mình nó sẽ rất là ngọt. Thì với một cái công thức như thế này thì cái lượng độ ngọt bên trong nó đã là đủ cho cái ly thức uống này các bạn nhé. Đấy, ok. Rồi, như vậy là mình đã cho vào đây tất cả những cái thành phần cần thiết, bao gồm là bột đậu xanh này, cốt dừa này, bột vị dừa này, coconut cream này, rồi sữa tươi không đường. Đó là toàn bộ những cái thành phần nguyên liệu mà chúng ta cần đưa vào trong cối xay. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là xay. Rồi. Đối với cả những món đồ uống đá xay thì cái máy xay của mình cũng rất là quan trọng. Nó cần phải có một cái công suất đủ lớn để có thể xay được cái đá nó có thể là nó nhuyễn, nó mịn các bạn nhé. Ok, mình sẽ bắt đầu mình xay. Thời gian xay sẽ rơi tầm từ 15 đến 30 giây và xay nhuyễn, hỗn hợp. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái quá trình mà mình xay cái hỗn hợp mà đậu xanh cốt dừa này của mình. Hiện tại bây giờ đã mình đã ngửi thấy cái mùi đậu xanh và mùi cốt dừa nó khá là thơm rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ đưa ra ly. Thì trước khi đưa ra ly mình sẽ chuẩn bị cái phần thạch là nếp. Thì đây chính là cái phần thạch lá nếp mà mình đã chuẩn bị đó.
mình cũng đã chuẩn bị trước đó. Thì cái công thức để mà làm thạch lá nếp này thì mình sẽ để ở phía cuối của cái video này các bạn nhé. Công thức cũng như là bảng tính cốt mình sẽ để phía cuối phần phía cuối của video. Khi các bạn xem hết cái video này thì nó sẽ hiện lên bảng công thức cũng như là bảng tính cốt đó, thì các bạn có thể tham khảo. Thì cái thạch lá nếp này mình sẽ làm từ là bột thạch rau câu dẻo này, cũng như rằng là kết hợp giữa siro lá nếp, siro pandan lá nếp của Monin đây đó. Thì tổng cốt cho một cái mẻ này nó sẽ rơi vào là, để xem nào, 20.500 các bạn nhé. Đấy, và một cái mẻ này thì mỗi một cốc này chúng ta sẽ sử dụng là 50g. 50g thì tính ra là chúng ta sẽ làm ra được 16 ly. Đấy, 16 ly thì cốt của mỗi một ly nó chỉ sấp xỉ nó rơi vào tầm khoảng chưa đến 1.300 đồng các bạn ạ. Chưa 1.300 đồng, còn cái hỗn hợp này của chúng ta sau khi hoàn thành xay xong thì hiện tại nó chỉ rơi vào tầm là hơn 8.000 thôi. Hơn 8.000 thôi, đó, cộng thêm cái này là 1.300 nữa. Đấy, và chúng ta sẽ có kem whipped cream nữa. Thì tổng cost của cái món này của chúng ta nó sẽ rơi vào là đâu đó là chưa đến 12.000, 11.500 đồng các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hoàn thiện cái món này của mình này. Đấy. Rồi, thì cái thạch này mình cũng đã cắt sẵn rồi các bạn nhé, mình đã cắt sẵn thành hình vuông như thế này rồi. Đấy, thì bây giờ mình chỉ cần là mình đưa vào đây thôi, đưa vào cái ly của mình, san san ra một chút. Ok, sau đó mình sẽ đưa cái hỗn hợp này của mình vào. Rồi, sau khi mà rót được một nửa ly như thế này thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ cho cái thạch này vào. Đó, và mình sẽ tiếp tục là mình đưa cái hỗn hợp mà cốt dừa đậu xanh lá nếp của mình lên trên. Đó, như vậy là mình hoàn thành. Trong này của mình thì nó còn thừa rất là ít các bạn nhé, còn thừa rất là ít, gần như là chỗ này chỉ còn khoảng là 15 ml thôi. Đấy, như vậy là cái công thức này của mình nó cũng tương đối rất là chuẩn rồi. Nếu như đến đây thì cái cost của mình nó sẽ rơi vào tầm là trên 10.000 đó. Tuy nhiên nếu như mà các bạn mà mình thêm kem whipped cream mình xịt lên trên nữa ấy, thì cái cost của mình nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng mất thêm khoảng là 1.500 đến 2.000 nữa. Đã, mất thêm khoảng 2.000 nữa. Đấy. Còn nếu mà mình hoàn thiện đến đây như thế này thì cái món thức uống này của mình nó sẽ có mức cost khoảng 10.000 các bạn nhé, chưa 10.000 đâu. Đấy, và mình sẽ có một cái món thức uống rất là ngon. Ok, thì mình cũng có thể là mình sẽ xịt lên cái kem whipped cream. Đây, thì mình cũng đều đã có những cái video chia sẻ hướng dẫn các bạn để cách mà chúng ta làm cái kem tươi này rồi, cái kem whipped cream này rồi. Các bạn có thể vào kênh YouTube Học Pha Chế để xem. Còn cái phần thạch lá nếp này nếu như mà các bạn cần, các bạn yêu cầu thì cũng có thể để lại comment phía dưới nhé. Mình sẽ làm một cái video riêng để hướng dẫn các bạn chi tiết cách làm cái thạch này. Nhưng mà mình nghĩ là cách làm cũng khá là đơn giản vì mình cũng đã để cái công thức cũng như cách làm chi tiết ở phía cuối của cái video này rồi. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể xem và chúng ta có thể biết làm thôi. Làm rất là dễ. Rồi mình xịt cái kem này lên trên. Đó, như vậy. Và mình sẽ rắc lên đây một chút cái bột lá nếp nữa. Đó, mình chỉ rắc lên một chút xíu các bạn nhé. Cái bột này nó là bột nguyên chất cho nên cái mùi của nó rất khá là hăng. Ở trong cái công thức mà mình làm thạch lá nếp ấy thì mình cũng có sử dụng cái bột lá nếp này. Tuy nhiên thì cái lượng mà mình đưa vào nó chỉ rơi tầm 1g thôi, để nó tạo cái mùi vị, cái hương vị cũng như là cái màu sắc cho cái món thạch lá nếp của mình. Còn chúng ta mình cũng không có lạm dụng cái bột này bởi vì cái mùi của nó rất là hăng. Đó, như vậy là hoàn thành xong món đậu xanh cốt dừa thạch lá nếp. Đó,
Hy vọng với những cái sự chia sẻ vừa rồi, mình đã có thể là giúp ích được cho anh chị và các bạn trong cái công việc kinh doanh của mình. Nếu như các bạn thấy những cái nội dung mà mình chia sẻ có ích, có thể giúp ích được cho các bạn thì hãy ủng hộ kênh YouTube Học Pha Chế bằng cách là like, share, chia sẻ video này cũng như là đăng ký kênh YouTube Học Pha Chế các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.